Anh sẽ quay trở lại cái bài hôm nay. Chúng ta sẽ đi build API. Thì đầu tiên anh sẽ nói về cái API mà chúng ta sẽ build cho phần exam, tại vì phần này là phần đơn giản nhất. Đó, thì cái phần list này nó sẽ bao gồm include cả cái pagination. Và anh sẽ làm từng API một và chúng ta sẽ thiết kế cái API đấy. Có nghĩa là khi các bạn làm API thì các bạn phải làm để cho người khác có thể gọi được. Mà để gọi được thì chắc chắn là các bạn cũng sẽ phải viết document cho nó. Thì cái document nó đơn giản như thế này. Ok chưa? Thì quay trở lại bài của chúng ta thì anh sẽ sử dụng API. Thì các bạn nhìn thấy là API của nó sẽ khi mà viết thì nó sẽ nằm trong router API này. Tạm thời anh comment tất cả những cái API mà chúng ta đã học. Đây, sau này chúng ta sẽ dùng từ này sau. Anh sẽ comment nó lại. Và nếu mà chúng ta dùng backend riêng và API riêng và view riêng thì thậm chí chúng ta sẽ không dùng đến router này nữa. Đó. Tạm thời comment nó lại. Anh chạy lên. Anh sẽ chạy cái phần này lên và chúng ta xem là cái danh sách API hiện tại này. Cái danh sách API hiện tại nó sẽ như thế này. Các bạn có bị giật không? Router list này. Chậm lắm. Thằng Artisan này thỉnh thoảng nó rất là đơ. Rồi, ok. Đó, hiện tại thì bây giờ nó chỉ có API này thôi. Như các bạn đang nhìn thấy này. Thì bây giờ chúng ta anh sẽ nói về cái API đầu tiên. Thì các bạn biết là nếu mà chúng ta dùng API thì chúng ta thống nhất là sẽ dùng cái resource API nhé. Cái này này. Resource API này. Laravel. Được chưa? Chúng ta sẽ dùng này và anh sẽ đi làm cái này trước. Thì đầu tiên anh sẽ đi khai báo như thế này. Tạm thời anh sẽ bỏ cái này đi, tạm thời anh comment cái này lại. Đó. Chúng ta vẫn cũng chưa làm middleware gì đây cả, chúng ta đi build API trước đã. Anh sẽ tạo ra một cái router với cái resource như thế này. Anh để là exam có s. Và anh sẽ để là exam. Thì API chúng ta sẽ đặt nó ở trong API controller. Thì anh sẽ tạo ra một cái controller là như thế này. Make controller và thư mục là API và tên của nó sẽ là exam controller. Đó. Thì chúng ta sẽ có cái này. Đây, ok chưa? Và ở đây chúng ta sẽ có nameplate. Thì nameplate của nó sẽ là gì? Thì ở đây anh sẽ có router này, root nameplate. Anh để namespace sẽ là API. Đó. Và anh sẽ có một cái là prefix. Anh sẽ để API version bởi vì sao? Sau này có thể chúng ta sẽ phát triển nhiều version khác nhau.
ví dụ mỗi lần chúng ta nâng cấp lên ấy, nó gọi là version 1, version 2, version bao nhiêu đó, thì các bạn sẽ để như thế này. Và anh sẽ có một cái group. Trong group này thì anh sẽ có các API call ở đây. Thì đây của anh sẽ là exam. Được chưa? Anh chạy nó lên này. Thì lúc này các bạn sẽ thấy là chúng ta đang có một cái lỗi ở dòng số 24 đang thiếu dấu chấm phẩy này. Đây, anh chạy nó lên thì các bạn sẽ thấy là chúng ta có cái list API nó như thế này. Đây, các bạn thấy là API 1 exam này, post này, get grid này, get này, update này, delete, save, edit. Thì chúng ta sẽ chỉ cần đến những API đó là danh sách này, tạo thêm mới này, hiển thị chi tiết này và update, và chúng ta sẽ loại bỏ cái edit và grid đi. Thì chúng ta sẽ dùng cái gì các bạn nhỉ? Dùng cái gì các bạn? Chúng ta sẽ dùng except. Dùng except thì sẽ tiện hơn đấy. Chúng ta sẽ bỏ đi cái gì các bạn? Chúng ta sẽ bỏ đi cái grid. Chúng ta sẽ bỏ đi cái edit. Đây. Đó, anh chạy đây này. Đó, thì lúc này chúng ta chỉ còn đó là danh sách này, thêm mới này, hiển thị chi tiết này, sâu ấy, và cái gì đây? Update và destroy. Được chưa? Tiếp nha. Đó, thì bây giờ chúng ta sẽ đi build nó. Build thì anh hôm trước anh có nói là chúng ta sẽ phát triển cái này theo mô hình gì các bạn? MVCX. Các bạn nghe đến mô hình này chưa? Đúng rồi, cái click nó chỉ là cái trang view thôi. MVCS này có nghĩa là nó là cái model view controller và service. Đó, chúng ta sẽ dùng cái này. Đó, chúng ta sẽ dùng cái này. Thì anh sẽ tạo ra một cái service. Và chúng ta thống nhất với nhau, đây là chúng ta thống nhất project này của chúng ta sẽ thiết kế theo cái hướng như thế. Và cái service của chúng ta nó sẽ thực hiện query ở trong đấy. Thì anh sẽ có một cái chuyên mục service. Đó, và anh giả sử ở trong này anh có exam service. PHP như thế này, ok chưa? Anh sẽ khai báo lên page cho nó sẽ là a service. Đó, class của chúng ta sẽ là exam service như thế này, được chưa các bạn? Và anh sẽ sử dụng model vào trong này, yêu app model. Đó, chúng ta sử dụng model nào thì chúng ta sẽ yêu nó vào đây, và cụ thể của chúng ta sẽ là exam model. Đây, ok chưa? Đó, thì chúng ta sẽ viết một cái public function get all, có nghĩa là anh lấy ra tất cả các exam. Đây. Như thế này. Được chưa các bạn? Và bên API controller này thì anh sẽ có một phương thức là index.
Được chưa? Anh sẽ có index và anh sẽ làm nó như sau. Index này anh sẽ lấy ra danh sách tất cả các exam mà chúng ta cần, chúng ta có, và chúng ta sẽ lấy ra và xử lý các thứ như phân trang, sort ở đây, kiểu kiểu như vậy. Các bạn đã hiểu không? Lớp mình có hiểu không? Thì bây giờ anh sẽ làm nó như sau. Anh muốn đổi cái API này đi một chút này. Tại vì anh nhìn thấy danh sách này, anh muốn đổi cái API name này. Các bạn nhìn thấy API name nó là exam.index. Và anh muốn thêm vào nó là cái name của nó, ví dụ api.exam.index, anh muốn như vậy. Thì chúng ta sẽ phải đi đổi cái API như sau. Thì chúng ta sẽ đi đặt tên cho cái router resource của chúng ta. Thì cái router resource lúc này chúng ta sẽ đổi tên như sau. Chúng ta có thể add name cho nó. Anh sẽ xem cái cách để chúng ta đưa cái name vào. Sao vậy? Rồi, đây, ok, đây, thì chúng ta quay trở lại đây, chúng ta sẽ add cái name vào, đúng không? Thì chúng ta để xem nào, cái mà chúng ta sẽ sử dụng, anh muốn add cái name vào cho cái router resource. Thì cách để chúng ta đưa vào cái data resource này, chính là chúng ta set cái prefix cho nó. Mấy thằng này nó bỏ luôn, không thấy ném cái resource router đây nữa. Anh đang không nhớ chính xác cái cách chúng ta set cái name cho thằng resource, thì cũng khá là ít khi set. Anh sẽ set nó như thế này: prefix.api v1 chấm ở rồi, cũng là một cách. Sorry, nên chứ nên lên thì nó sẽ là v1 này. À, nhưng mà cái name này đối với API không có ý nghĩa lắm. Sơ sơ để xem, anh cũng quên mất cái cách set name cho thằng đối với thằng resource. Không biết là dùng name như thế này nó có hiểu không? Vẫn dùng theo cách thông thường thì nó có hiểu không? Chấm API hôm nay. Anh nhớ là có đấy, trong document của nó có xem một lần rồi. Ok.
resource API prefix. Thì chúng ta sẽ hình như thằng 7 này nó bỏ hẳn cái document đấy rồi thì phải. Anh còn không thấy luôn. Thôi được, hôm sau anh sẽ xem đỡ mất tham, với cả chúng ta gọi ở ngoài thì chúng ta sẽ chưa chắc đã dùng chung được với DM. Đây, thì quay trở lại đây đi. Thì ở đây anh sẽ dùng service nó như thế nào? Anh sẽ tạo ra một cái public function construct. Construct như thế này. Anh sẽ tạo ra một cái property là exam service như thế này, được chưa? Và chúng ta sẽ gọi nó vào thông qua thằng u này, sẽ là app service, và nó sẽ là exam service như thế này, được chưa các bạn? Và trong đây anh sẽ gọi đến exam service thông qua cái dependent như thế này, nó sẽ là exam service, và anh sẽ gán nó vào zip trở đến exam service này bằng cái gì thì nó sẽ bằng cái này, các bạn thấy là đó. Và sau này nó sẽ thành một cái mô tuyết rất là chung chung để các bạn khi mà viết bất kỳ một cái nào thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ có sự tương đồng. Đây, được chưa? Và từ thằng service này anh sẽ gọi đến, thì trước khi gọi thì anh sẽ dùng try catch ở đây và sẽ bắt lỗi. Thì ở đây chúng ta sẽ dùng cái exception. Đó, nếu có lỗi thì chúng ta sẽ làm như thế nào, kiểu như vậy. Thì ở trong đây chúng ta sẽ respond nó về dạng json, vì nó là API nên chúng ta sẽ trả nó về dạng json, được chưa? Trường hợp lỗi cũng vậy, trường hợp lỗi thì chúng ta cũng sẽ trả nó về json như thế này. Đây. Ok chưa? Anh sẽ start server lên nhé. Thằng này nó không cho phép mở một cái cửa sổ mới ở đây luôn. Đấy, toàn bộ OC đâu. Anh sẽ start server ở đây. Rồi. Và chúng ta sẽ bật một cái để mình sử dụng cho command line. Thì ở đây anh sẽ mở nó lên như thế này. Rồi, ok. Bây giờ anh sẽ test thử trước respond này. Thì đối với trường hợp mà trả về thành công thì anh sẽ trả về nó như thế này. Để các bạn thấy là chúng ta sẽ lấy được cái data như thế này. Thì chúng ta sẽ luôn luôn có một cái status. Nếu trường hợp thành công, status sẽ là gì? Thì status ở đây anh sẽ để theo cái HTTP status. Đó, code là gì anh cũng sẽ để code. Đó, và một cái là cái data chúng ta sẽ trả về. Ok chưa? Còn ở dưới này nếu mà lỗi thì cũng sẽ để status. Đó, như thế này. Và cũng sẽ có mã lỗi. Và đồng thời thì đối trường hợp lỗi thì sẽ có message lỗi. Bây giờ anh chạy nó lên ra nhé, để các bạn hình dung ra API của chúng ta sẽ đi xây dựng. Đây, chúng ta sẽ chạy cái này lên. Chúng ta start được server chưa? Rồi đúng không? Thì lúc này ở trong đây anh sẽ tạo ra một cái collection, ví dụ như là project này. Cái quiz này của chúng ta sẽ trong cái quiz này thì chúng ta sẽ đi tạo ra những cái folder, ví dụ như là exam, để chúng ta dễ quản lý. Đó, trong exam thì chúng ta sẽ có các API. Đây, ví dụ anh để là list exam như thế này. Đó là get. Ok chưa? Thì đường dẫn của nó sẽ là gì? Đường dẫn của nó sẽ là cái này.
đây này, nó tương đương với cái này này, chính là cái UI của chúng ta, à, cái domain mà chúng ta đang chạy đây, được chưa? Thì anh sẽ ném nó vào đây và cái đường dẫn của nó sẽ là cái router link URL này, này nó chính là cái router link này các bạn đang nhìn thấy này. Đó, nó sẽ là API XAM như thế này. Anh sẽ gọi lên như thế này, xét lại. Tại sao chúng ta lại dùng thằng Postman này? Bởi vì sau khi mà anh xét thì sau này anh có thể share cho các bạn thông qua email này, bằng cách invite vào, là các bạn có được cái cấu trúc này và sẵn dùng luôn. Được chưa? Đó, bây giờ anh sẽ request lên này. Vì chúng ta chưa có middleware hay là chưa có authentication gì, nên là ở đây chúng ta có thể request lên luôn được như thế này. Đó, thì chúng ta xem nó đã lên chưa. Hình như là chưa lên thì phải. Đây, thì chúng ta thử chạy cái này lên nhé. Đây, các bạn có thể thử chạy lên. Đó, nó vẫn đang trống trơn này. Tại sao như vậy nhỉ? Chúng ta đã rest bằng, à sorry các bạn, chúng ta chưa return. Đây. Đó, tương tự ở dưới này chúng ta sẽ return. Đây, thì nó sẽ có, nó sẽ trả về cái JSON kiểu như thế này. Được chưa? Thì thằng Postman này nó sẽ show ra cho chúng ta như thế này. Đây. Ok chưa? Thì sau này ông làm front end, ông chỉ quan tâm đến API là tôi gọi lên tôi cần truyền những cái gì và trả về cho tôi cái gì. Đó. Ok chưa? Thì cái phần respond ấy, chúng ta sẽ quy định cái status như thế nào, thì chúng ta sẽ quy định cái status như thế này. Thì để quy định thì anh sẽ có một cái respond. Cái respond này thì chúng ta sẽ sử dụng của thằng Symfony. Thì core của Laravel nó là Symfony. Đây. Thì chúng ta sẽ sử dụng như thế này, Symfony component HTTP foundation và nó sẽ là respond như thế này. Respond nó là một cái class. Đây. Ok chưa? Thì cái class này bản chất của nó sẽ có rất nhiều các mã code, anh có thể mở lên để cho các bạn xem bản chất của thằng này là gì. Đây. Thì anh sẽ mở lên. Các bạn sẽ thấy đây, Symfony HTTP Foundation Respond đây. Đây. Thì các bạn sẽ thấy đây, nó sẽ quy định các code. Nhìn thấy chưa? Code của HTTP ạ. Đó. Đây, và nó có giải thích rất rõ ràng. Ok chưa? Thì chúng ta sẽ dùng nó thôi. Thì bản chất cái này nó là hằng số. Những code này nó là hằng số, nên là chúng ta sẽ dùng nó ở mức đơn giản như thế này. Chúng ta sẽ gọi vào. Ví dụ trường hợp nếu mà ở đây thì status chúng ta sẽ quy định là gì, kiểu như vậy. Thì ở đây ví dụ anh sẽ quy định cái code status là true, có nghĩa là không có lỗi, đúng, thì anh trả về như vậy. Còn trường hợp code thì anh sẽ trả về là respond tên class này, và anh sẽ trả về nó là HTTP OK như thế này, thì nó là mã 200 trong đây này. Thì các bạn sẽ nhìn thấy đó, được chưa? Còn cái 500 đây, thì anh sẽ trường hợp có lỗi 500 ấy, lỗi hệ thống, thì anh sẽ trả về dưới này, đây sẽ rất là full, và anh sẽ trả về sẽ là respond lỗi 500 như thế này. Đây, được chưa? Để các bạn biết. Và cái message lỗi thì anh sẽ lấy thằng này, anh get message. Được chưa các bạn? Đó, thì chúng ta thử lại này. Chúng ta sẽ thấy là nó sẽ trả về cái này. Nhưng cái mà chúng ta cần nó không phải là cái này. Cái chúng ta cần nó là danh sách các exam. Ok chưa? Thì cái danh sách exam thì chúng ta sẽ gọi vào trong, anh sẽ tạo ra một cái biến exam để anh chứa dữ liệu khi lấy được exam. Anh sẽ gọi đến exam service như thế này.
và anh sẽ gọi đến get all. Đây. Được chưa? Thì ở trong service chúng ta sẽ làm gì? Thì chúng ta sẽ return exam by next như thế này. Đó. Được chưa? Và anh giả sử anh sẽ truyền cái paginate vào đây, limit anh để bằng 10, default anh sẽ là 10 đó, nhưng anh sẽ vẫn truyền vào đây, có nghĩa là mặc định anh sẽ lấy 10 bản key ra thì cái exam này của chúng ta sẽ, anh sẽ trả về một cái biến exam như thế này, và đây sẽ là exam đây. Ok chưa, chúng ta chạy thử lên này. Đây, lúc này chúng ta chạy thử lên thì các bạn sẽ thấy chúng ta sẽ phải lấy ra được cái exam như thế này. Đây, các bạn thấy chưa? Đó, chúng ta sẽ lấy được như thế này. Được chưa các bạn? Thì chúng ta sẽ xử lý như thế này. Exam thì nó là một cái pagination, thì anh sẽ để pagination exam pagination như thế này. Đấy. Được chưa các bạn? Thì anh sẽ tạo ra một cái biến là exam này, cái pagination này anh sẽ get, sẽ là item. Đây, chỉ lấy về cái data của nó thôi. Thì chúng ta sẽ nhìn thấy nó sẽ bỏ qua những thằng này. Đây. Các bạn sẽ nhìn thấy này. Đó, thì chúng ta lấy ra được các exam như các bạn đang nhìn thấy ở đây. Có 10 cái exam ID từ 1 đến 10. Và đồng thời anh cũng sẽ phải lấy cái thông tin phân trang. Lấy thông tin phân trang để làm gì? Để mà thằng client nó xử lý phân trang. Thì anh sẽ lấy dựa qua cái này, và thông thường từng Laravel hay tất cả các API thì chúng ta sẽ quy định theo chuẩn mà nó đang quy định, đó là nó sẽ để là meta. Đó. Thì trong meta chúng ta sẽ cần lấy ra cái gì thì chúng ta trả về cái đó thôi. Thì trong meta chúng ta sẽ cần anh cần lấy ra đầu tiên là anh sẽ DD cái này lên. Đó, thì nó trả về cho anh cái object như này. Thì đầu tiên anh sẽ lấy ra tổng số bản ghi. Đây, thì anh sẽ là total bằng exam paginate anh get total. Tạm thời comment này là chạy lên nhé. Các bạn sẽ thấy meta của anh có total, được chưa? Sau đó anh sẽ lấy ra perpet, có nghĩa là số bản ghi trên một trang là bao nhiêu. Anh sẽ lấy perpet như thế này. Thì đây nó sẽ là perpet. Đó. Tiếp theo nó sẽ là gì? Anh sẽ lấy ra cái trang hiện tại là trang bao nhiêu. Thì như vậy thì chúng ta sẽ có thằng này, và chúng ta sẽ lấy ra cái, có lẽ như thế này là đủ, như vậy thôi. Trang hiện tại, tổng số trang, tổng số bản ghi, đó, chỉ cần như vậy thôi. Đó, ngoài ra còn một vài cái option nữa thì chưa cần. Đây, ok chưa? Đó, chúng ta chạy lên này. Đây, thì các bạn thấy là chúng ta sẽ có những thông tin này. Được chưa? Đó. Thì bây giờ chúng ta muốn phân trang thì chúng ta sẽ truyền lên như thế nào? Thì chúng ta sẽ viết API phân trang. Chúng ta sẽ xử lý luôn đi phân trang. Thì phân trang của chúng ta cần truyền lên cái gì thì chúng ta sẽ phải định nghĩa.
chúng ta sẽ định nghĩa nó như sau. Đây, anh sẽ định nghĩa thì chúng ta chỉ cần truyền lên một cái para như thế này. Chấm test bằng 1 nếu là 1. Đây. Và nếu mà là 2 thì các bạn sẽ thấy nó nhảy sang trang 2. Nhìn thấy chưa? Chỗ này anh muốn cho rồi. Đây, nó là trang 2 này. Trang hiện tại này là 2. Vẫn lấy 10 bản ghi này. Đó, ok chưa? Còn nếu mà nó là người dùng thay đổi là à, tôi không muốn lấy ra 10 bản ghi mà tôi lấy muốn lấy ra 20. Ví dụ tôi để là ml bằng 20. Đó, thì chúng ta phải lấy ra 20 bản ghi và trang 1 đi. Hết bản 1. Đó thì các bạn thấy ý nghĩa của từ đô la ghét ở trong PP nó lại có vai trò ở đây. Đây. Anh viết như thế này thì đang lấy ra 20 bản ghi. Đây, anh đang cần lấy 20 nhưng mà ở đây đang chưa đúng. Đúng không? Thì chúng ta sẽ làm như sau. Ở đây chúng ta sẽ truyền cái request như thế này. Request có nghĩa là nếu mà người dùng truyền dữ liệu lên thì anh sẽ lấy ra được cái request của get. Với cái biến là limit như thế này. Đây, anh thử nhé. DD này. Đó, anh chạy lên này. Anh chạy cái link này lên trên web để các bạn nhìn rõ ràng hơn này. Thì các bạn thấy anh lấy được 20 đúng không? Còn nếu mà người dùng không truyền được gì vào thì nó làm luôn, thì chúng ta sẽ xử lý như thế này. À, anh sẽ truyền cái limit này vào này. Nếu mà không có thì anh dán default là bằng 10. Chúng ta tạo ra một cái constant này. Chúng ta sẽ tạo ra một cái biến phân trang cho cả hệ thống. Anh sẽ để là config như thế này. À, anh để là perfect đi. Dùng chung cho cả hệ thống đi. À, nên đọc cái file khác hay là dùng ở đây nhỉ? À, rồi anh sẽ để tạm vào đây đi. Chúng ta sẽ để là validation. Đó, và anh sẽ có cái nội dung là perfect. Có nghĩa là tổng số bản ghi trên một trang. Nếu mà chúng ta không có thì chúng ta sẽ default là 10. Như thế này, được chưa? Đó, thì anh sẽ làm như thế này. Anh sẽ là app.paginate đi, cho nó ngắn. Paginate.perfect. Đó, nếu mà có request anh sẽ tạo ra như này để các bạn nhìn được dễ. Anh tạo ra cái biến đi. Nếu mà có request thì lấy request, trái lại không có thì anh sẽ lấy config của tên file này. Tên file này chấm tên key và chấm tên key tiếp theo. Perfect như thế này. Ok chưa? Và anh sẽ truyền vào như này cho nó ngắn gọn. Được chưa các bạn? Được chưa? Đó, trong này của chúng ta cũng đã default là 10 rồi, không vấn đề gì. Chạy lên này. Đó, thì lúc này các bạn quay trở lại API này. Request nếu limit bằng 20, các bạn sẽ thấy nó lấy ra bao nhiêu bản ghi? 20 thẳng. Đây. Được chưa? Đó, nếu mà anh thay đổi là 15, có nghĩa là chúng ta phải làm linh hoạt như vậy. Khi mà client nó request lên thì nó sẽ phải thay đổi theo. Đó, anh cũng sẽ lấy ra 15. Đây. Và nếu anh giả sử anh lấy ra 20 này, tổng số bản ghi của chúng ta đang có là 30 thôi. Nếu anh lấy ra 20 này thì trang thứ nhất của nó sẽ có 20 bản ghi. Nhưng trang thứ hai nó chỉ còn 10 thôi. Đây. Đây. Đó, ok chưa? Từ 21 cho đến 30. Các bạn hiểu chứ? Rồi. Anh sẽ đi tiếp. Thì đây là chúng ta đang lấy dữ liệu theo cái
request mà người dùng gửi lên. Thì các bạn thấy là trong một trang danh sách nó sẽ có sort nữa, có nghĩa là sắp xếp ID hoặc là sắp xếp name theo trường gì đó. Thì lúc này chúng ta sẽ quy định như thế này, và đó, và cái gì, ví dụ anh để là sort, anh sẽ để là column, là sort theo cột nào, name chẳng hạn, ID đó. Và kiểu sort là gì, anh sẽ để biến sort ví dụ như DESC như thế này. Thì chúng ta cũng cần phải xử lý cái việc này đó. Ví dụ anh muốn sort name theo chiều giảm dần đây này. Đó, thì lúc này chúng ta suy ra được cái API document của chúng ta. Chúng ta quay vào đây, chúng ta update, nó sẽ như thế này. Đó, ok chưa? Kiểu như vậy. Đó, và cái request lên này, các bạn thấy là nó sẽ như thế này. Request lên nó sẽ như thế này. Đó, được chưa? Được chưa? Và chúng ta để cái domain thì sau này người xem API họ không cần phải hỏi lại các bạn cái gì cả. Đó, domain thì anh sẽ để là domain như thế này. Thì sau này nhìn vào đây họ biết là tôi sẽ phải sử dụng cái request như thế này. Đó, localhost 8000 và API này. Được chưa? Đó, và cái response trả về như thế nào thì các bạn sẽ phải lấy một cái response default ra. Ví dụ anh lấy, ví dụ anh lấy 5 2, một cái response mẫu các bạn để vào để người dùng biết là dữ liệu trả về sẽ như thế nào, để sau này họ xử lý đó thì nó sẽ như thế nào, kiểu như vậy. Thì chúng ta như thế này là chúng ta đã làm hoàn chỉnh xong một cái API design. Đây, đi làm các bạn cũng làm như thế này là ngon nè. Đúng rồi, phải có document. Đến khi cái ông làm mà chả nhớ thì dự án nó nhiều việc. Đó, thì hỏi lại nào thì sẽ có những cái này. Đó, thì rõ ràng anh biết phần Vue.js, anh không quan tâm là ở trên ông xử lý code như nào. Anh chỉ quan tâm là cung cấp cho tôi cái API như thế này, method là này, và tôi gọi lên theo đường dẫn để mẫu như thế này. Thì response tôi trả về được cái dữ liệu như thế này. Đó, và trường hợp response, nếu trường hợp này là trường hợp success nhé, success thì response mẫu sẽ như thế này. Đó, và trường hợp mà fail thì chúng ta cũng sẽ phải có cái response mẫu, anh giả sử như vậy. Chúng ta sẽ tạo ra một cái tình huống fail đây. Anh dạy các bạn ở đây không phải là chỉ mình cái code được nhé, mà chúng ta sẽ nói đến cái việc chúng ta làm sao cho nó ổn khi mà các bạn làm việc thực tế nữa. Đó, thì các bạn thấy là khi mà fail này, thì nó sẽ xảy ra lỗi, nó không rơi vào exception, nó phải rơi vào exception mới đúng, chúng ta chưa bật debug cả, app debug chu mà. Thì chúng ta sẽ phải handle được cái trường hợp lỗi. Anh ở đây chúng ta truyền F ở đây xem nó rơi vào không nào. Đây, đó, có nghĩa là cái biến này này nó chưa tồn tại mà chúng ta lại dùng nó ở đây này. Một thằng không có S là một thằng có S, thì nó nhảy vào cái lỗi và nó báo lên cái lỗi là undefined như thế này. Đó, chúng ta bị mất cái mất cái code này, code lỗi, thì chúng ta sẽ nhận được cái response như thế này. Ok chưa? Thì các bạn mà làm như thế này thì như thế này, khi trong quá trình đi làm các bạn được giao việc, ví dụ viết API các bạn làm ngon nghề như thế này, chẳng có lý do gì mà chúng ta lại bảo là em vào đây để mà học hỏi kinh nghiệm cả, lương lại thấp nữa, cứ mạnh dạn đề xuất. Ok chưa? Đó, thì nó sẽ rất là rõ ràng rồi. Ok, anh sẽ quay trở lại đây, anh sẽ bỏ cái này đi. Đó, thì lúc này quay trở lại bài toán của chúng ta này, thì chúng ta sẽ có cái này. Nhưng bài toán lúc này chúng ta đang cần sort đúng không? Chúng ta có 10 cái này như vậy, và chúng ta cần sort.
Thì ở trên server chúng ta sẽ phải lấy ra được cái column này đúng không? Thì sort thì trong Laravel nó xử lý sort như thế nào? Nó sẽ sort như thế này. Anh tạo ra một cái biến query như thế này. Chưa có gì đây cả. Ok, trường hợp không có sót thì chúng ta không dùng mà. Nhưng mà anh sẽ để tạm như thế này. Anh sẽ để như thế này, viết như thế này luôn đấy. Ok thì chưa? Khi mà có sót thì chúng ta sẽ có một cái trường gọi là order by đây. Order by nó là một cái mảng. Nó là một cái mảng, ok chưa? Thì nếu mà trường hợp cái mảng này nó khác rộng, cái mảng này nó khác rộng, tồn tại thằng này ạ, thì chúng ta sẽ làm gì? Thì chúng ta sẽ xử lý nó như sau. Thì ở ngoài này anh cần truyền vào trong cái get all này một cái mảng. Thì trước khi truyền vào thì chúng ta sẽ xử lý để đưa được cái order by vào. Anh sẽ có order by ở đây. Chúng ta sẽ có cái biến order. Order này anh sẽ làm gì? Anh sẽ có một cái mảng chúng ta lấy được thông qua cái request get. Chúng ta sẽ get được cái column, có nghĩa là cái cột mà chúng ta cần set. Get column đó, và chúng ta sẽ get ra được cái gì nữa? Chúng ta sẽ get ra cái sort, có nghĩa là cái kiểu sort của nó là gì. Bây giờ anh chạy lên nhé để các bạn nhìn thấy. Đây, anh sẽ chạy đúng cái đường dẫn này đây. Thì các bạn sẽ nhìn thấy chúng ta sẽ lấy ra được sort bằng cái này và biến sort này sẽ bằng ví dụ như là DESC. Kiểu sort là gì ấy, đúng không? Thì bây giờ chúng ta sẽ xử lý ở bên ngoài controller như thế này. Đó là nếu mà tồn tại cái thằng này, có nghĩa là thằng này có giá trị đó, và thằng này cũng có giá trị. Okay. Thì anh mới truyền vào, thì anh mới truyền giá trị vào, thì anh sẽ tạo ra được cái order by của anh. Nó sẽ là một cái mảng, nó là một cái mảng như thế này. Mảng này của anh thì có key, nó là một cái mảng như thế này. Mảng này của anh nó sẽ có key này, bằng chính cột này và có order như này. Đó. Thì các bạn sẽ nhìn thấy cái mảng này của anh lúc này nó sẽ như thế. Đó, sort ID theo cái kiểu sort như thế này. Được chưa? Đây. Được chưa các bạn? Đó. Và anh sẽ chạy nó lên. Anh sẽ truyền nó vào đây. Như thế này. Và trong phần service này, anh sẽ kiểm tra nếu mà tồn tại cái order này thì anh xem là anh lấy được order chưa. Đây, anh lấy được order chưa. Đó, anh lấy được rồi, cũng là mảng này đúng không? Thì order của nó sẽ dùng như thế này. Query này. Order by. Tên cột. Đó. Nên, và bên này là kiểu sort là gì? Đây, được chưa? Thì các bạn lấy được tên cột chưa? Lấy được rồi đúng không? Có đúng là chúng ta lấy được rồi không? Thì chúng ta sẽ implode thằng này ra. Như thế này. Đây. Thì các bạn sẽ thấy là anh sẽ lấy được cái giá trị này.
Đấy, có lỗi gì này? Chấm phẩy. Đây. Implode. À. Implode thì lấy được. Chỗ này chúng ta nên xử lý khác một chút. Đây, như này cho dễ. Sau đây anh sẽ xử lý khác một chút. Order. Order by, anh cũng sẽ truyền vào cái mảng như thế này. Có call là gì? Cái này thì nó clear hơn, nó dễ lấy hơn. Đó, sort là gì? Kiểu sort là gì? Thì ở trong service này các bạn nhìn thấy là anh sẽ lấy ra được cái mảng này. Nó như thế này và anh biết luôn key. Key column sort thì anh sẽ lấy luôn vào đây. Đó. Và anh sẽ lấy sort ở đây. Theo các bạn thì chương trình này của chúng ta liệu có lỗi không? Liệu có thể xảy ra trường hợp lỗi không? Đây, anh chạy nhé. Đây, anh chạy nhé. Chạy lên này. Đó, chúng ta sort ID giảm dần này. Nếu mà anh lấy ID tăng dần này. Đó. Ok chưa? Theo các bạn thì chương trình này liệu có lỗi không? Liệu có xảy ra lỗi được không? Thì xin thưa là có khi nào cái này bị lỗi khi người dùng nhập linh tinh vào đây này. ASC này, kiểu như vậy thì câu SQL nó sẽ không có cái lỗi này đó. Hay người dùng nhập linh tinh vào đây là nhập một cái cụ mà không thuộc cái bảng đấy đó, thấy chưa? Nhưng mà vì chúng ta đã try catch rồi, nên nó sẽ rơi vào lỗi, chúng ta sẽ bắt được lỗi đó. Thì các bạn làm chặt chẽ như vậy, các bạn dùng try catch thì nó sẽ hỗ trợ cho chúng ta handle được những cái lỗi ngoài ý muốn. Đây, nó sẽ như thế này. Nó báo là không biết cái cột này là gì. Ví dụ anh short term name nhé, là ASC này, nó sẽ thay đổi theo này. Đó, DESC này. Đó, ok chưa? Đó, thậm chí các bạn short theo credit us thì các bạn chỉ thay đổi ở đây ngày giảm dần hoặc ngày tăng dần đó, nhưng mà vì chúng ta tạo ngày nó khá liền nhau, chúng ta đăng dữ liệu nên nó sẽ không thay đổi. Nhìn ID là dễ nhất, tăng dần hoặc giảm dần, đây được chưa? Đó, thì lúc này chúng ta sẽ có được cái API list exam như mong muốn đó. Thì đây là một phần trong cái trong cái phần API quản lý cái project của chúng ta, để sau này chúng ta gọi nó từ Vim, được chưa các bạn? Đó, thì đối với phần này thì anh nghĩ là nó xong rồi. Đối với phần danh sách này thì đối với một trang danh sách thì chúng ta thông thường nhá, thì sẽ có list ra rồi sort rồi là phân trang thì chúng ta đã giải quyết rồi. Còn một số trường hợp thì chúng ta sẽ có một cái form search là để tìm kiếm cho nó nhanh đó, thì cái đó chúng ta có thể bổ sung sau. Anh sẽ làm ở mức như thế này thôi, được chưa các bạn? Rồi, ok, vậy là chúng ta đã làm xong cái phần danh sách Excel. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang làm phần create, tạo mới một cái Excel. Thì cái tạo mới Excel thì API của chúng ta như thế nào? API của chúng ta nó sẽ là post Excel như thế này. Đó. Và cái request lên nó đơn giản là một cái mảng có name như thế này. Nó là sẽ lại sang lên sample. Đó, giả sử như vậy thì chúng ta sẽ thử. Đây, chúng ta sẽ thử. Thì phương thức của chúng ta sẽ là store. Chúng ta sẽ nhảy xuống. Chúng ta tạo ra một cái public function store. Được chưa? Đó, và cái chúng ta cần là chúng ta phải validate. Anh sẽ nói cái validate sau, anh sẽ làm cái này sau trước đã. Bởi vì khi mà đụng đến validate ấy,
thì chúng ta lại phải học toàn bộ những kiến thức về validate. Thì anh sẽ để buổi sau. Đó, nên anh tạm thời anh làm cái này trước đã. Rồi, thì anh cũng sẽ có cái request này là đón nhận tất cả những dữ liệu mà người dùng request đây. Đó, và chúng ta cũng sẽ có chai cat ở đây. Và cái cat của chúng ta sẽ có theo một cái format chung như thế này. Sau này chúng ta tối ưu sau nhé. Tạm thời anh sẽ viết nó hơi rườm rà như thế này, nhưng mà ít nhất là các bạn sẽ hiểu, để các bạn đọc và hiểu. Được chưa? Viết ngắn gọn quá lại không biết là cái này gọi đi đâu và làm gì thì nó sẽ khó hiểu hơn. Đây, bây giờ anh sẽ tạo ra cái request như chúng ta thống nhất là chúng ta sẽ viết service. Đây, anh sẽ có một cái phương thức, đó public function. Anh để là save. Đó, save. Anh ném thằng set mình lên trên đi. Gì liên quan đến update và đấy anh ném lên trên. Đó. Và đối với set này thì anh sẽ truyền vào một cái ID. Default của nó sẽ là 5. Đó. Ok chưa? Bây giờ anh sẽ viết cái phương thức set ở mức đơn giản như thế này để các bạn có thể hiểu được. Thì anh sẽ sử dụng ở đây, anh sẽ sử dụng cái create or update để chúng ta làm nó. Đó, anh sẽ làm nó như sau. Đây. Thì anh sẽ là xsang create or update hay là update or create, sorry các bạn, update or create. Đó, và trong đây của chúng ta nó bao gồm hai cái mảng như thế này. Đầu tiên là ID, nó sẽ là ID của chúng ta. Thứ hai đó là dữ liệu mà chúng ta sẽ truyền vào. Thì anh quy định là dữ liệu truyền vào cái bảng xsang này chỉ có name thôi, đúng như database chúng ta thiết kế. Đây, thì chúng ta sẽ chỉ có name thôi. Đây, thì quay trở lại đây chúng ta sẽ có name như thế này. Dễ. Name, và chúng ta sẽ truyền vào đây một cái data. Và thậm chí là cái data này của chúng ta các bạn sẽ phải ép kiểu nó là kiểu array. Và các bạn ghi chú luôn cho anh là đối với cái param truyền vào này thì cái data này là array, và cái ID sẽ là kiểu in. Và default của nó sẽ là 5. Đó, thì các bạn sẽ truyền vào kiểu in như thế này. Ok chưa? Và đồng thời cái data này các bạn cũng sẽ phải chi tiết nó ra. Ví dụ data của chúng ta sẽ có bắt buộc khi truyền vào phải là name, kiểu như vậy. Đó, được chưa? Data key này. Key thì sẽ là name. Anh để tạm như này. Ok chưa? Rồi. Thì chúng ta sẽ làm nó thôi. Như thế này. Rồi, sẽ lên đây. Ok. Chỗ này chúng ta không return cũng được. Đó, nhưng mà chúng ta return để check là xem thành công hay không. Thì đây chúng ta làm một việc đơn giản, đó là chúng ta sẽ gọi đến cái service như thế này. Save. Save, anh sẽ truyền vào một cái name. Request của anh sẽ là name. Sau này chúng ta sẽ làm validate. Thì chúng ta sẽ biết là chúng ta chỉ cần làm như thế này là được. Còn validate nó sẽ xử lý hết nếu mà khi người dùng nhập thành công, nhập giá trị đúng rồi thì nó sẽ đi được vào đây. Thì chúng ta sẽ nói đến validate sau. Và đây anh cũng sẽ respond, nhưng respond lúc này sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Anh chỉ respond như thế này. Đó, và thậm chí là chúng ta sẽ trả về cái dữ liệu mà chúng ta vừa thêm thành công nữa. Ok không?
Thì đây, chúng ta sẽ có một cái ví dụ như này xem. Bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại cái API để chúng ta thử để có vấn đề gì hay không. Cái chỗ này của chúng ta sẽ là data. Data name. Chúng ta quy định như thế này thì chắc chắn nếu chúng ta truyền sai là cả hệ thống nó lỗi. Đó, có những cái nó bắt buộc phải truyền đúng. Đó, bây giờ chúng ta cần phải validate nữa là như vậy. Ok, anh chạy lên này. Bây giờ anh tạo ra một cái API. Nhưng mà lúc này nó sẽ là colleagues. Start. Đó, được chưa? Anh create new start. Và cái method của chúng ta không phải là post nữa, à là get nữa, mà là post. Đó. Và nội dung chúng ta truyền lên ấy, sẽ không có gì ở trên email cả. Xếp lại. Cái mà chúng ta truyền lúc này, chúng ta sẽ truyền như sau. Đây, thì anh sẽ truyền lên dưới dạng là JSON. Đây. Đó. Còn đây. Exam COVID. Đó, anh request lên. Chúng ta nhận được cái kết quả lỗi ở dưới phía dưới này. Thì chúng ta xem nó báo là đang sai chấm phẩy gì đó ở trong controller dòng 60. Đây, chúng ta vào đây. Xem này. Này, chúng ta bị thiếu mất một cái dấu này. Được chưa? Chạy lên này. Đó, lỗi đang trả về 500. Nó báo là Finable Property Match Assign cho Excel. Có nghĩa là cái trường ID chúng ta chưa định nghĩa ở trong cái module của thằng này. Đây, và name nữa. Thì chúng ta sẽ quy định thôi. Protected. Thì cái bảng này nãy thì anh sẽ dùng Finable. Chúng ta có thể dùng Access cũng được. Access cũng được. Để là ID và anh sẽ để là name. Đó, lúc này chúng ta chạy lên này. Save lại. Đó, thì các bạn thấy là chúng ta đã vừa tạo ra được một cái bản ghi mới với ID là 31 và cái dữ liệu như thế này. Ok chưa? Đó, thì đây là cách chúng ta tạo ra một cái bản ghi. Ví dụ như là COVID-2020. Đó, chúng ta chạy lên. Đó, thấy chưa? Quay trở lại danh sách này. Chạy lên này. Thì chúng ta thấy là chúng ta đã tạo ra, lấy ra được cái dữ liệu ở trang thứ nhất. Thì chúng ta lấy ra được thằng mới nhất. Đây. Ok chưa? Đó. Được chưa các bạn? Bây giờ anh sẽ làm phần edit. Anh sẽ để là update cái Excel. Thì method của chúng ta sẽ là put. Đó, được chưa? Thì update Excel các bạn xem router của nó này. Đây. API này V1 Excel và ID. Được chưa? Thì lúc này chúng ta sẽ làm như sau. Anh sẽ lấy cái kết quả của cái grid này nhé. Anh sẽ ném vào đây để làm một cái sample API sample mẫu như thế này. Khi mà respond thì chúng ta có thành công. Đó. Đó, ok chưa? Đây là request lên thì nó giống như cái body này. Đó. Còn khi mà trả về thành công thì nó giống như thế này. Được chưa các bạn? Rồi. Ok. Và chúng ta sẽ update thì update nó sẽ như thế này. Chúng ta bị thiếu ở đây. Ở đây nó sẽ có ID. Anh viết thế này có nghĩa là nó là một cái ID động. Đó.
Và khi update thì chúng ta sẽ truyền lên cái gì? Chúng ta sẽ truyền lên cũng nội dung như thế này thôi. Đó, và anh muốn là trả về thì cũng trả về cái respond như thế này, cũng là update cho cái nào thành công hay không thì success. Đây là trường hợp của success. Đó, còn cái này là fail. Fail thì nó sẽ giống ở trên này thôi. Đây, nó sẽ fail như thế này. Đó, cái này là message fail. Rồi, ok. Chúng ta chạy lại này. À, chúng ta quay trở lại đây. Anh định nghĩa ra một cái phương thức là update. Đó, update này của chúng ta sẽ có ID và chúng ta sẽ có cái request. Chúng ta sẽ dùng request đây như thế này, được chưa? Và chúng anh sẽ hoàn toàn có thể bê được toàn bộ này xuống như thế này. Đó, tại sao? Tại vì cái shape này của chúng ta sẽ truyền vào hai tham số là data và ID. Data chúng ta có rồi. Đây. Các bạn thấy là chúng ta có data rồi và chúng ta chỉ truyền thêm một cái là ID. Thì hôm sau anh sẽ nói về cái validate. Đó, trường hợp không có ID chúng ta sẽ phải trả về lỗi. Được chưa? Đây, như thế này. Đó, đây là trường hợp update. Chúng ta chạy thử lên. Ví dụ anh update cái có ID là 30 từ Covid-19. Anh sẽ update nó. Chúng ta chạy thử lên. Đó thì nó báo đây, cái 30 đã được update. Quay trở về danh sách này thì các bạn cũng sẽ thấy là nó đã update cái 30 đây. Được chưa? Ồ, vẫn là grid à? À đâu, sorry các bạn, đang update rồi. Đó. Và giả sử anh update cái 31 nó thành COVID. Update từ 31 chẳng hạn. Đây, 31 này. Và anh lên đây anh sửa này. COVID này, update từ 31. Anh chạy nó lên. Đây. Rồi, ok, kết quả của chúng ta sẽ có như thế này. Quay trở lại danh sách, chúng ta sẽ nhìn thấy lúc này chúng ta đã update được cho thằng 31. Ok chưa các bạn? Đó, thì đây là toàn bộ cái phần mà chúng ta xử lý thêm, cập nhật và hiển thị danh sách, bao gồm phân trang và order cho thằng Excel. Đó, còn thằng sâu thì sao? Thằng sâu thì sao? Trường hợp là sâu có nghĩa là hiển lấy ra một cái thì API của thằng sâu nó như thế này. Đâu nhỉ? Đây, yes. Đó, nó giống như API của update nhưng mà phương thức của nó là get. Đó, thì chúng ta sẽ làm đơn giản như thế này. Method của nó sẽ là sâu. Chuyển vào. Đó, thì anh sẽ phần sâu anh sẽ xử lý giống như thằng trên này thôi. Có nghĩa là nó hiển thị kết quả của Excel nào. Nhưng và theo ID thì bên service anh copy nguyên như thế này nhá, giữ nguyên được, chúng ta chỉ thay đổi ở đây thôi. Chúng ta sẽ thay đổi đây thì anh sẽ có một cái phương thức là file by ID. Đó, và anh truyền ID sang service. Được chưa? Sau đó ở bên service này anh sẽ viết một cái method đơn giản, đó là function. Tên method anh đã gọi ở đây, file by ID, em chuyển ID vào. Và anh sẽ return cái model chính là Excel file ID. Đây. Ok chưa? Đó. Lúc này chúng ta thử thì chúng ta sẽ tạo ra một cái method ở đây, một cái collection name ở đây chính là sâu. Đó, và chúng ta sẽ để là get. Rồi,
chúng ta chạy sâu với xa 31 thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ lấy ra cái xa 31 đó, và chúng ta nếu đổi xa 1 thì nó sẽ lấy ra cái xa 1 tương ứng. Đây, được chưa? Rồi, tiếp theo anh sẽ lưu các API này lại. Rồi, anh sẽ làm cái xóa. Thì lúc này cái này nó sẽ là xóa. Thì nó sẽ là delete API xa. Method của nó sẽ là delete. Đây. Đó, delete. Và cái đường dẫn của thằng delete giống luôn. Đây. Ok chưa? Lúc này anh quay trở lại đây, anh sẽ viết một cái phương thức destroy. Public function destroy. Tại sao anh biết nó là destroy? Vì Laravel quy định cho chúng ta cái chuẩn khi mà dùng resource rồi. Đó, chúng ta cứ theo chuẩn nó thì cái delete sẽ là method destroy, và chúng ta có thể nhìn ở đây. Đây. Các bạn nhìn thấy không? Controller exam và trò đến destroy này. Đó. Thì destroy của chúng ta cũng là một hàm có ID truyền vào. Và bên này của chúng ta sẽ có public. Anh muốn là người viết chung luôn sẽ là delete. Và anh sẽ truyền vào là một cái ID cơ. ID này là một mã. Đó. Và cái này anh sẽ trả về. Nó là một cái destroy như thế này. Đó, và anh chuyển cả cái ID mà của bạn. Ok chưa? Đó. Quay trở lại đây thì anh nhận được cái ID này. ID này anh sẽ lấy nguyên như thế này, và thằng destroy anh chỉ cần trả về true false. Có nghĩa là chúng ta đã xóa thành công hay chưa. Và ở trên này chúng ta sẽ gọi đến service delete, exam service delete, và chúng ta truyền vào nó là một cái mảnh thì chúng ta sẽ truyền đi thì được chưa. Chúng ta chạy thử lên này. Đây thì đây là cái phần destroy của chúng ta. Anh giả sử anh muốn xóa thằng là một, đó xóa thành công, thì các bạn quay trở lại đây các bạn sẽ không nhìn thấy thằng là một nữa. Nếu anh để sắp xếp tăng dần này, ASC này, thì các bạn thấy ở trang một nó sẽ bắt đầu bằng 2. Đó, nếu mà anh xóa thằng số 2 đi chẳng hạn, thì các bạn sẽ thấy là nó mất. Nó thằng xóa này sẽ mất. Đây. Đó, bắt đầu từ 3. Ok chưa? Thì đây là toàn bộ cái buổi hôm nay mà anh muốn demo cho lớp ở mức đơn giản như thế này. Đó, để các bạn hiểu được cái cách làm một cái chức năng quản lý liên quan đến thêm sửa xóa này, thì danh sách, viết API. Đó. Và một điều nữa là chúng ta chưa apply, chưa đưa cái phần authentication vào. Đó, middleware các thứ đó. Đó, có nghĩa là quy định cái việc ai có thể access được vào cái API này. Đó, và những cái một vài cái rule khác nữa. Và chúng ta cũng chưa đưa được cái validate dữ liệu, ví dụ ID năng thì sao, kiểu vậy. Trên này nữa, không có ID thì sao, hoặc là hiển thị một cái mà đã bị xóa rồi thì chúng ta sẽ phải thông báo như thế nào. Trên này nữa, đó thì chúng ta sẽ làm nó ở buổi sau. Và buổi sau chúng ta sẽ nói về validate dữ liệu trong Laravel. Hôm nay anh sẽ nghỉ sớm một chút và dừng cái buổi hôm nay ở đây.